Kính thưa quý vị, Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách châu Á đến Hà Nội tuần tới, tin từ Washington DC. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Nam Á Thái Bình Dương, ông Daniel Russell sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Việt Nam vào 2 ngày 7 và 8 tháng 5. Theo một bản thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu vừa qua, ông Daniel Russell sẽ dẫn đầu một phái đoàn đi Hồng Kông và Việt Nam bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 tới đây. Chương trình chính thức của chuyến đến Việt Nam của ông Russell được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo là sẽ gặp các viên chức cao cấp của Việt Nam, đồng thời dẫn đầu một phái đoàn tham dự đối thoại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, Á Châu-Thái Bình Dương. Dịp này, ông cũng sẽ tiếp xúc với các cựu sinh viên từng tham gia các chương trình trao đổi huấn luyện cấp chính phủ. Ông Daniel Russell là phụ tá về các vấn đề chính trị của Bộ Ngoại giao, đặc trách về Đông Á Châu-Thái Bình Dương, nên những cuộc thảo luận không loại trừ các vấn đề liên quan đến Biển Đông, vùng biển mà Hoa Kỳ tuyên bố có lợi ích quốc gia. Hiện đang có những lo ngại xung đột xảy ra trước các hành động bành trướng bá quyền ngày một lộ liễu hơn của Bắc Kinh. Chuyến thăm viếng Việt Nam của ông Daniel Russell diễn ra vài ngày trước khi có cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam diễn ra tại Washington DC vào ngày 12 và 13 tháng 5. Một tuần trước cuộc đối thoại, dân biểu Christopher Smith, một trong những dân biểu Hoa Kỳ quan tâm đến nhân quyền tại Việt Nam, loan báo một cuộc họp báo ở Quốc hội với sự tham dự của nhiều dân biểu và có sự hiện diện của tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ, mới bị Cộng sản Việt Nam tống xuất sang Hoa Kỳ hồi tháng trước. Nhiều phái đoàn cấp cao của Hoa Kỳ đến Việt Nam những tháng gần đây. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang Vermont, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, dẫn đầu một phái đoàn đến Hà Nội các ngày 17 và 18 tháng 4. Phái đoàn đã thảo luận với các viên chức cao cấp Việt Nam một loạt những vấn đề khác nhau, từ mậu dịch, nhân quyền, an ninh khu vực và các chuyện đầu tư vào Hoa Kỳ nửa triệu Mỹ Kim thì được cấp thẻ xanh. Trước phái đoàn ông Leahy, bà Wendy Sherman, nhân vật thứ ba tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, với chức phụ tá ngoại trưởng, đặc trách các vấn đề chính trị, đã gặp gỡ các giới chức cao cấp của Việt Nam vào ngày 4 tháng 3.